Tiếng chuông của những chiếc đồng hồ Odo 36 được đánh giá và mệnh danh là những cái phần âm thanh hay nhất giới đồng hồ. Điều đó có chính xác hay không thì mời các bác cùng lắng nghe tiếng chuông từ chiếc đồng hồ Odo 36 mà ngày hôm nay đồng hồ vang vọng sẽ giao lưu. Trên đây là một chiếc đồng hồ Odo 36 nguyên bản từ Pháp. Em sẽ quay và giới thiệu giao lưu tới quý vị và các bác. Ở đời 36 thì có một cái nét đặc trưng riêng cho đời này của thương hiệu Odo, đó là tất cả những chiếc đồng hồ Odo 36 các bác nhé đều sở hữu cho mình đó là phần kiểu dáng thùng dài như các bác đang nhìn thấy ở đây. Cứ nhắc tới Odo mà có thùng dài thì đa phần sẽ là đồng hồ 36 các bác ạ. Chúng ta sẽ có một phần thiết kế thùng dài và vân gỗ nu trơn toàn bộ phần cánh thùng, các bác có thể thấy đó, rất là tối giản đúng không ạ, đúng cái chất xưa luôn. Chúng ta có những cái lớp vân gỗ màu sắc còn đẹp và các cái đường vân thì hoàn toàn đối xứng nhau ở cả hai phía. Các bác có thể thấy đây, các cái đường vân màu gỗ chìm rất là đẹp, nó tình trạng còn rất là hoàn hảo để chúng ta sở hữu và sưu tầm. Hiển thị, chúng ta sẽ có một phần mặt số bắt giác đứng ở vị trí trung tâm. Đời Odo 36 thì có hai dòng mặt số, đó là bắt giác đứng và bắt giác nằm. Bắt giác nằm thì sẽ ít có hơn và đây là phần mặt bắt giác đứng. Chúng ta sẽ có bộ kim của đời 36 này, phần logo Odo hình quả trứng cũng là đặc trưng của đời 36 nữa. Đây, các bác có thể thấy phía dưới sáu các cái dòng thông số tới từ Pháp. Đó, bộ mặt số in trong tình trạng đẹp. Đó, đúng không ạ? Niềng trắng bạc và các cái con số thì hiển thị rất là rõ nét thời gian cho chúng ta. Phía dưới, chúng ta sẽ có một phần mặt kính được mài viền, toàn bộ phần viền kính sẽ được vát cạnh. Đó, và bo đúng theo cái phần cánh gỗ ở phía bên ngoài. Và nếu như các bác để ý, chú ý hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng chiếc đồng hồ này khác biệt hoàn toàn so với các cái phần sản phẩm khác. Khi mà có một phần quả lắc gỗ rất là đẹp. Các bác cũng biết rồi, phần quả lắc chính là cái thứ để mà điều tốc cho chiếc đồng hồ hoạt động chính xác. Chính vì thế những cái quần quả lắc gỗ như thế này rất là ít khi xuất hiện các bác nhé. Phải tinh chế rất là gọn gàng, phải gọt đẽo cực kỳ là chuẩn xác về khối lượng thì mới có thể sử dụng trên những chiếc đồng hồ cổ này. Đó, vì tạo nên khó thế nên là rất là ít khi chúng ta được gặp những cái phần lắc gỗ như thế này. Chiếc đồng hồ sẽ có bộ máy vách đồng đương nhiên rồi. Củ gông lòng bằng trắng đặc trưng của đời Odo 36 và chúng ta sẽ có bộ gông chơi chuông là bộ gông đồng gồm có 8 thanh. Đó, các cái phụ kiện chi tiết đi kèm ví dụ như là đây, tay cốt và khóa gông thì đều đầy đủ các bác nhé. Đó, mặt lắc gỗ rất là xưa và rất là đẹp. Đó, gông đồng. Có vị trí ốc chốt máy đầy đủ. Các cái chi tiết thì đều được gắn chặt với nhau. Đó. Sau đây thì mời các bác cùng thưởng thức luôn âm thanh tiếng chuông của chiếc Odo 36 này. Tiếng chuông rất là ngân, các bác có thể cảm nhận được không ạ? Âm thanh hay, ngân, vang. Gông đồng thì chơi rất là đầm tiếng và thư thái, chúng ta nghe rất là dễ chịu cho đôi tai, được không ạ? Và trên đây các bác vừa được xem qua một chiếc đồng hồ Odo 36 nguyên bản từ Pháp và hiện tại đang được đồng hồ vang vọng giao lưu. Các bác có thể liên hệ trực tiếp tới đồng hồ vang vọng theo hai số điện thoại là 0912 011928 và 0912 011947 để có thể sở hữu sản phẩm. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi và giao lưu.